Otto von Bismarck, thủ tướng vĩ đại kiến tạo nên đế chế Đức, đã từng nói: "Thiên Chúa đặc biệt yêu ái những kẻ say rượu, trẻ con và Hoa Kỳ." Đúng vậy, Hoa Kỳ có một vị trí địa chính trị gần như hoàn hảo cho sự phát triển kinh tế cũng như an ninh quốc phòng. Tận dụng lợi thế đó, Hoa Kỳ luôn muốn bành trướng tầm mọi ngóc ngách trên trái đất. Thế nhưng, phía bên kia đại dương, kỳ phùng địch thủ của Hoa Kỳ là Nga, tựa như lại chịu một lời nguyền địa lý. Nước Nga là đất nước lớn nhất thế giới. Nước Nga thậm chí còn lớn hơn cả một hành tinh. Điều này mang lại cho Nga một nguồn tài nguyên dồi dào, gần như là vô tận, về dầu mỏ, về rừng, vân vân. Thế nhưng, giá như tạo hóa xê dịch nước Nga xuống phía dưới, gần Ấn Độ Dương một chút, tạo thêm một vài dãy núi cao ở phía Tây, thì đây hẳn sẽ là một vùng đất hoàn hảo cho an ninh quốc phòng cũng như giao thương. Xuyên suốt lịch sử thế giới, địa chính trị luôn là một yếu tố ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới các quốc gia trên khắp tinh cầu. Địa lý định hình nên lịch sử, địa lý tạo nên tính cách dân tộc và ảnh hưởng tới mỗi quyết định của một quốc gia. Địa chính trị ngoài việc tác động tới những biến động chung của lịch sử loài người, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới vị thế và chiến lược xuyên suốt của các siêu cường. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nói tới lịch sử và những quyết sách của Mỹ và Nga đã bị ảnh hưởng thế nào bởi địa lý. Chào mừng đến với Battlecry Khám Phá. Nỗi đau của người Nga và lợi thế của nước Mỹ. Hẳn là nhiều người đã từng nghe về công thức để trở thành một siêu cường toàn cầu. Đó là nhất định phải phát triển giao thương hàng hải với một lực lượng hải quân hùng mạnh. Hải quân mạnh cộng giao thương đường biển phát triển bằng quốc gia mạnh. Và lịch sử đã chứng minh lập luận này một cách vô cùng rõ ràng. Nhật có giàu tài nguyên đâu, nhưng với hải quân và giao thương trên biển phát triển nên đơn giản là họ phát triển mạnh. Nước Anh cũng vậy, họ phát triển công nghiệp, hải quân và giao thương đường biển từ rất sớm và họ đã trở thành bá chủ của thế giới trong thế kỷ thứ 19. Các hạm đội của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan cũng là những minh chứng không kém hùng hồn. Có lẽ trong lịch sử nhân loại chỉ có Mông Cổ là siêu cường duy nhất mà không cần tới đường biển, nhưng đó là giai đoạn tiền hàng hải. Thế nhưng nếu như nhìn lại nước Nga, quốc gia khổng lồ với đường bờ biển dài tới 37.653 km, dài thứ 3 thế giới, tưởng chừng như sở hữu một điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương hàng hải, thì đó lại là một hiện trạng đáng buồn. Nga có 3 cửa ngõ thông ra biển lớn: phía đông thông ra Thái Bình Dương, phía bắc đi tới Bắc Cực và tây nam đi ra Biển Đen. Nhưng sự thực thì hàng vạn km này lại chính là gò chân Asin lớn nhất của nước Nga, vì phần lớn thời gian trong năm chúng đều bị đóng băng. Và đó chính là lý do vì sao cho tới trước khi Peter Đại Đế lên nắm quyền, nước Nga hoàn toàn không có hải quân. Tất cả các hải cảng hiện nay của nước Nga đều có vấn đề. Cảng Murmansk nằm giáp với Bắc Cực, đóng băng vài tháng mỗi năm. Cảng Vladivostok, cảng lớn nhất của Nga tại Thái Bình Dương, thì luôn bị Nhật Bản, đồng minh quan trọng của Mỹ canh giữ. Kaliningrad tuy không bị đóng băng, thế nhưng lại không được kết nối phần còn lại của đất liền Nga. Novorossiysk có một cảng nước ấm, nhưng nó lại không phải cảng nước sâu. Tàu thuyền từ Saint Petersburg hoặc Kaliningrad muốn ra Đại Tây Dương thì phải đi qua cái eo biển của Đan Mạch, và Đan Mạch thì lại là một thành viên của NATO. Chính sự băng giá trên đã khiến nước Nga thèm khát tới cùng cực một cảng nước ấm, cho phép họ dễ dàng tiếp cận các tuyến đường hàng hải trên khắp thế giới. Năm xưa, Peter Đại Đế, vị hoàng đế vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nước Nga, người kiến tạo nên đế chế huy hoàng của người Rus, đã từng giấu giếm thân phận hoàng tộc để tra trộn vào sở đóng thuyền của Hà Lan nhằm học lỏm. Và rồi, ông quyết tâm khai sinh ra các hạm đội hải quân của Nga. Cho tới lúc sắp khi qua đời, ông vẫn không quên căn dặn các con của mình qua bức chúc thư nổi tiếng rằng: tiếp cận càng gần Constantinople, tức Istanbul hiện nay, và Ấn Độ càng tốt. Bất cứ kẻ nào nắm được quyền cai trị ở đó sẽ là bá chủ thực sự của thế giới. Do đó, liên tục kích động chiến tranh không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn ở Ba Tư, xâm nhập vịnh Ba Tư, tiến lên Ấn Độ. Chỉ có mở toang con đường biển, nước Nga mới có thể thực sự giải trừ được lệnh phong ấn của tạo hóa. Giấc mơ xâm nhập vịnh Ba Tư được Liên Xô cụ thể hóa bằng cuộc chiến tranh Afghanistan. Nhưng sau cùng, họ đã thất bại. Giấc mơ được giặt ủng trong làn nước Ấn Độ Dương ấm áp, cụ Hồng Quân, đã tan thành mây khói. Khi Mỹ nhảy vào Trung Đông, thì cũng chính là khi mà giấc mơ xâm nhập và mở cảng biển của Nga sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Mặc cho thất bại tại Afghanistan, nhưng Liên Xô
hay chính xác hơn là Nga, cũng không cần quá lo lắng vì họ đã có Crimea và Biển Đen. Quân cả nước ấm cho phép hạm đội Biển Đen tiếp cận thế giới. Nhưng tới năm 1991, Liên Xô tan rã và Ukraine đã mang Crimea rời khỏi những người Ivan. Nước Nga giống như một kẻ khuyết tật, không quân, lục quân, tăng thiết giáp đủ cả và rất hùng mạnh. Thế nhưng lại bị cụt mất hải quân, hay nếu nói chính xác hơn thì họ có hải quân part-time. Ukraine dần ngả về phương Tây và dục dịch gia nhập NATO. Crimea, chớ trêu thay, sẽ trở thành tiền đồn chống Nga. Và nếu điều này xảy ra thì bàn cờ sẽ ngã ngũ bằng một nước chiều hết chí mạng, và nước Nga buộc phải ra tay với Crimea bằng một cuộc sát nhập thần tốc. Với NATO, không đến được Crimea không phải là thảm họa. Đấu trực tiếp với Nga không đem lại lợi lộc gì nhiều cho họ. Nhưng ngược lại, đối với Nga, Crimea là vùng đất không thể bị đánh cắp. Sau khi mùa xuân Crimea kết thúc, Nga đơn giản là bá chủ Biển Đen. Nhưng Biển Đen thì không cho phép Nga đưa hải quân đến khắp thế giới. Muốn vẫy vùng ra ngoài khơi, hạm đội của đất nước xứ Bạch Dương bắt buộc phải đi qua hai eo biển là Bosphorus và Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cũng thật may là lợi ích mà Moscow đem lại cho Ankara đủ lớn, nên trước mắt, dù cho Thổ có là thành viên của NATO, nhưng Nga vẫn được đi lại tự do. Nhưng một Sevastopol và Crimea bé nhỏ là quá ít để có thể trở thành một cường quốc chi phối toàn cầu. Trái ngược với Nga, nước Mỹ có quá nhiều lợi thế để trở thành một siêu cường toàn cầu. Mặc dù Mỹ có chiều dài đường bờ biển thua kém hoàn toàn so với Nga, với gần 20.000 km so với 37.000 km và chỉ xếp thứ 8 thế giới. Nhưng với lợi thế kéo dài dọc theo Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, nó là cơ sở hoàn hảo để giúp đất nước xứ cờ hoa trở thành một siêu cường toàn cầu. Ban đầu, nước Mỹ chỉ là một giải đất nhỏ hẹp ở bên bờ Bắc Đại Tây Dương. Nhưng giờ đây họ có gì? 9.147.590 km2 diện tích đất liền, 331.449.281 người dân và quyền lực chi phối toàn bộ châu Mỹ. 300 năm, và đó là một hành trình có thể nói là phi thường. Ngoại trừ các giải đất hẹp gồm 13 bang đầu tiên, Bắc Mỹ thời điểm đó còn có sự hiện diện của thổ dân da đỏ, của người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha. Nhưng cùng với sự khó khăn của những cuộc chiến tại lục địa già, tuyến đường tiếp vận quá dài, nên rồi tất cả những lãnh thổ này đều về tay của người Mỹ. Người Mỹ không chọn cách ngu dốt là chiến tranh để chiếm lấy lãnh thổ, mà họ đều mua lại với những cái giá rất rẻ mạt. Năm 1802, một năm sau khi Thomas Jefferson đảm nhận chức vụ tổng thống, ông viết: "Trên địa cầu có một vị trí duy nhất mà ai sở hữu nó thì chính là kẻ thù tự nhiên và thường xuyên của chúng ta, đó là New Auckland. Và kẻ thù đó chính là nước Pháp." Người Mỹ khao khát tìm mọi cách để chiếm lấy vùng đất chiến lược mang tính sống còn tới an ninh quốc gia này. Hai năm sau, năm 1804, nhân việc Napoleon phải vất vả đương đầu với chiến sự ở châu Âu, chớp thời cơ, người Pháp đang cần tài chính để duy trì cuộc chiến, cộng với việc không đủ nguồn lực để quản lý lãnh thổ xa xôi. Những tay buôn lậu lõi nhất đứng đầu nước Mỹ đã thực hiện một thương vụ mua bán lãnh thổ lịch sử. Hơn 2 triệu km2 của bang Louisiana và thành phố cảng quan trọng nhất phía Nam, New Auckland, được Napoleon bán lại cho Mỹ với giá chỉ 15 triệu đô, giúp diện tích nước Mỹ tăng lên gấp đôi. Tiếp sau đó, kho báu băng giá Alaska được mua lại từ Nga với giá chỉ 7,2 triệu đô. Lãnh thổ mở rộng, nhân lực, tài vật vững mạnh, nước Mỹ tự tin bước vào các cuộc chiến và giành chiến thắng hầu hết, đánh tan toàn bộ sức mạnh ảnh hưởng của người Anh và Tây Ban Nha tại Bắc và Trung Mỹ. Và nếu như các bạn để ý, thì tất cả các phi vụ mua bán lãnh thổ của Mỹ đều cho họ ít nhiều lợi ích về hàng hải. Phi vụ đầu tiên mua lại Louisiana từ Pháp hết 15 triệu đô, nhưng 10 triệu đô trong đó được dùng để mua lại một thành phố New Auckland duy nhất, nơi có cảng New Auckland. Và hiện nay, nó là cảng biển nước sâu duy nhất của nước Mỹ. Thương vụ Alaska cho phép Mỹ kiểm soát được thương mại đường biển ở khu vực cận Bắc Cực và phần nào đó là khống chế được Nga tại đây. Năm 1915, quần đảo Virgin gồm 3 đảo là St. Thomas, St. John và St. Croix được Mỹ mua lại với giá 25 triệu đô. Năm 1819, những khó khăn của cuộc chiến tại châu Âu đã khiến Tây Ban Nha buộc phải ký kết một hiệp ước với Mỹ mang tên Hiệp ước Xuyên Lục Địa. Điều này cho phép nước Mỹ được quyền quản hạt vùng Viễn Tây qua vĩ độ 42, ranh giới của California và Oregon ngày nay. Trong khi Tây Ban Nha sẽ kiểm soát những gì nằm bên dưới vĩ tuyến này, phía tây lãnh thổ của Mỹ. Và như vậy,
đất nước xứ cờ hoa đã vươn tới được Thái Bình Dương và nắm trong tay hàng ngàn km đường biển. Đến năm 1898, Hoa Kỳ lại tuyên chiến với Tây Ban Nha. Toàn bộ những gì còn sót lại của Tây Ban Nha tại miền viễn Tây đều bị nước Mỹ thâu tóm. Và họ còn có thêm được Cuba, có thêm đảo Guam và Philippines. Tất cả những cái tên này đều đem tới những lợi ích khổng lồ. 5 năm sau, Hoa Kỳ chính thức ký vào hiệp ước thuê độc quyền kênh đảo Panama. Thế kỷ 20 cũng dần bắt đầu và đã tới lúc nước Mỹ bước ra ánh sáng rực rỡ của sân khấu. Sự huy hoàng của đế quốc Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha đã lùi xa và không có cách nào tốt hơn để chứng minh sức mạnh của mình hơn là một màn phô diễn thực lực hải quân vòng quanh thế giới, dùng chính những con đường của Anh, của Tây Ban Nha đã từng đi để diễu võ dương oai với họ. Tháng 12 năm 1907, theo lệnh của Tổng thống Theodore Roosevelt, 16 chiến hạm hải quân từ lực lượng Hải quân Đại Tây Dương khởi hành tại Hoa Kỳ. Thân tàu được sơn màu trắng, màu thơ binh của hải quân. Chúng được gọi với cái tên hạm đội trắng vĩ đại như một tín hiệu ngoại giao đầy ấn tượng. Trong 14 tháng, hạm đội này đã viếng thăm 20 hải cảng, bao gồm các cảng của Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Úc, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý và Ai Cập. Một trong số những hải cảng tối quan trọng nằm ở Nhật Bản. Và đất nước này được thông báo rằng trong tình huống nguy cấp, hạm đội Đại Tây Dương của Hoa Kỳ có thể sẽ được điều động tới Thái Bình Dương. Chuyến hải trình này là một sự kết hợp của sức mạnh cả nhu lẫn cương và nó đã đạt được mục đích tối thượng nhằm răn đe cả thế giới về sức mạnh của Hải quân Hoa Kỳ. Và kể từ đây thì họ chính là một đế quốc toàn cầu với nòng cốt là hạm đội có thể tiếp cận được mọi ngóc ngách của thế giới. Những cuộc chiến. Chính bởi việc Mỹ có vị trí địa lý tách biệt hoàn toàn với thế giới, nên họ chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi những cuộc chiến đẫm máu. Trái ngược với điều đó, đế quốc Nga hay Liên Xô trước đây, hoặc thậm chí là nước Nga sau này, thì luôn gặp phải những vấn đề, những mối đe dọa từ phía Tây. Trước khi nói về những cuộc chiến tại phía Tây, hãy nhìn về phần phía đông của nước Nga, nơi được Siberia với nền nhiệt âm tới hàng chục độ C trấn thủ. Siberia là hệ thống phòng thủ vĩ đại, không một đội quân nào có thể tiến quân từ phía đông để tấn công nước Nga được, trừ khi họ muốn đánh nhau với tuyết và rừng taiga. Khí hậu khắc nghiệt, địa hình khó chịu, cần tới hàng ngàn dặm đường để tiếp tế, và nguy cơ bị phản công thì luôn thường trực. Tại phía nam thì cũng là câu chuyện tương tự. Giải Caucasus ngăn không cho các thế lực Trung Á tiếp cận được nước Nga. Nhưng những phòng tuyến tự nhiên này lại không cho phép cư dân Nga có thể sinh sống. Và đó là nguyên nhân lớn nhất tại sao mà 70% cư dân của Nga tập trung ở miền đất hẹp phía Tây, sát bên châu Âu, thay vì lãnh thổ rộng lớn phía Đông và Nam. Ở phía Tây thì lại là một câu chuyện khác. Trong lịch sử, có rất nhiều thế lực muốn làm cỏ nước Nga từ phía Tây. Đó là người Ba Lan, người Thụy Điển, người Pháp, người Thổ, người Đức, và ngày nay thì là NATO. Đồng bằng Tây Âu chạy từ Pháp, Bỉ, Hà Lan, miền Bắc nước Đức và Ba Lan, kết hợp với đồng bằng Đông Âu, nơi có sự hiện diện của toàn bộ Ukraine, Tây nước Nga và vài nước Baltic, tạo nên đồng bằng châu Âu, một khu vực hoàn hảo cho dân cư sinh sống, nhưng cũng là một vùng đất trống mà bất cứ đội quân nào cũng có thể băng băng vượt qua. Đó cũng là lý giải vì sao trước đây, Napoleon với mấy chục vạn quân Pháp hùng mạnh đã càn quét nước Nga thần tốc như thế nào. Hay trong Thế chiến 2, Hitler cùng Đức Quốc xã với chiến tranh cơ giới chớp nhoáng đã có thể băng băng tiến tới Moscow và suýt chút nữa đã xuyên phá vào trái tim của Đế chế Đỏ. Ở đây, để lý lại cho ta một điều vô cùng thú vị. Đứng từ góc nhìn của Moscow, Ba Lan giống như đỉnh của một thanh kiếm hoàn hảo để phòng thủ. Nơi đây biến phần giải đất phía đông giống như một cái phễu, khi càng tiến vào thì càng mở rộng ra. Chính vì vậy Ba Lan là vùng đất chiến lược, là cửa ngõ phòng thủ đầu tiên mà người Nga hoặc trước đây là người Liên Xô cần phải phòng giữ. Vượt qua được cửa ngõ này, gần như không có một chướng ngại tự nhiên nào đủ sức ngăn cản được các đội quân xâm lược. Đó là lý do vì sao mà trong Thế chiến 2, khi Hitler dục dịch có ý định động binh ở Ba Lan, Stalin lập tức bắt tay với chủng phát xít để cùng chia nhau quyền kiểm soát Ba Lan. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì không thể gọi yếu tố địa lý trên là sự thú vị như mình đã nói được. Giải đất này chạy sâu vào phần trung tâm đông đúc dân cư của Nga. Hành lang có chiều sâu này giúp Nga chưa bao giờ bị xâm chiếm quá lâu từ hướng này. Tức là kẻ địch có thể dễ dàng băng qua, thế nhưng chiến thắng hoàn toàn từ cung đường này thì lại là điều không thể nếu người Nga biết bảo toàn lực lượng. Thật vậy, cả Napoleon và Hitler thì đều thất bại theo đúng một cách.
tấn công vũ bão, sử dụng quân số áp đảo khổng lồ, kỹ năng tác chiến mạnh mẽ, đủ sức bẻ gãy các đòn phòng ngự của người Nga, nhưng chưa bao giờ có thể tiêu diệt được chủ lực quan trọng nhất của người Nga. Thế kỷ 19 là Kutuzov, thế kỷ 20 là Stalin và Zhukov. Những vĩ nhân của dân tộc Nga đều dùng chung một chiến thuật, đó là rút chạy, là chiến tranh tiêu hao, đẩy quân địch vào thế nguy khốn do tiếp vận cực kỳ khó khăn trong đoạn đường dài hàng ngàn cây số và tổng phản công khi viện binh hùng mạnh nhất của họ kéo tới. Mùa đông nước Nga đã chôn vùi những đạo quân hùng mạnh và cuồng vọng lớn lao. Một lần nữa, địa lý lại đóng vai trò quyết định tới vận mệnh của nước Nga và dân tộc Nga. Địa lý làm nên lịch sử. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, các quốc gia châu Âu rất thích tấn công nước Nga từ hướng này. Và nói gì thì nói, mỗi khi cuộc chiến bị kéo vào bên trong lãnh thổ là bạn đã thua rồi. Nó có thể không phải là một thất bại quân sự, nhưng hậu quả để lại về kinh tế là đã quá đủ để quốc gia yếu đi. Điều này khiến đế quốc Nga, Liên Xô và nước Nga sau này đều phải đứng giữa hai con đường, đó là thiết lập một vùng đệm ngay sát biên giới hay đồng hóa và chiến tranh mở rộng lãnh thổ để nâng tầm ảnh hưởng. Đế quốc Nga và Liên Xô đã chọn cách thứ hai. Đế quốc Nga đã chọn con đường tấn công để phòng ngự, liên tiếp thực hiện các cuộc chinh phạt về phía Tây, khiến cho nội địa của nước Nga không bao giờ bị ảnh hưởng. Và đứng từ đâu mà tấn công? Từ Ukraine, khi đó đang là một phần của nước Nga, chứ còn đâu nữa. Đến khi Liên Xô lên nắm quyền, chiến lược này hoàn toàn không thay đổi. Nó chỉ chuyển dịch từ chiến tranh, đổ máu, sang khối liên minh do Xô Viết đứng đầu, lợi dụng ngoại giao và kinh tế để trói chặt họ với vận mệnh của Liên Xô. Và những hậu duệ của Ivan đã thành công trong suốt một thời gian dài. Liên Xô đã trở thành một thế lực toàn cầu, ảnh hưởng của họ trải dài khắp Đông Âu, xuyên qua đầu nhọn của Thanh Gươm, Ba Lan, tới tận Đông Đức, bao trùm lên các nước Baltic và phần nào đó là cả Trung Á. Toàn bộ các mâu thuẫn đều bị đẩy ra ngoài nước Nga. Nhưng tới khi Liên Xô sụp đổ, nước Nga trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Putin và những người cộng sự không thể nào học tập tổ tiên của mình là tấn công để phòng thủ, mà chiến lược giờ đây buộc phải thay đổi. Những vùng đệm buộc phải xuất hiện, và khi đó Nga cần những vùng nào? Đó là Phần Lan, là Kaliningrad, là Belarus và đương nhiên là cả Ukraine. Tất cả vùng đất trên ngẫu nhiên hợp lại thành một vành đai hoàn hảo để trấn thủ nước Nga từ phía Tây. Một tỉnh Kaliningrad nhỏ bé nhưng nằm giữa lòng của NATO là quá đủ để họ duy trì ảnh hưởng tại vùng Baltic. Hai người hàng xóm là Belarus và Ukraine cần thiết để ngăn chặn và cũng là đe dọa làn danh đỏ được NATO tạo ra. Làn danh đỏ đó là Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova. Kaliningrad và Belarus thì dễ giải quyết rồi. Kaliningrad là một tỉnh của Nga, chỉ có điều là hơi xa nước Nga mà thôi. Belarus là một đồng minh trung thành với Nga. Phần Lan thì tuyên bố trung lập. Tất nhiên là sau khi Ukraine bị tấn công, họ đã lùng lay, nhưng ta sẽ bàn tới ở phần sau. Còn cái tên cuối cùng, Ukraine, thì luôn nhăm nhe gia nhập NATO, tổ chức lập ra để chống lại Liên Xô và Nga. Chính điều này đã khiến cho nước Nga không ngày nào được yên ổn và buộc phải ra tay nhằm tạo ra một vùng đệm an toàn. Khi mà Nga lúc nào cũng phải đối mặt với những đe dọa từ phía Tây, thì tại châu Mỹ, từ sau khi hạm đội trắng vĩ đại diễu hành khắp thế giới, nước Mỹ đơn giản là bá chủ. Cây gậy và củ cà rốt đã biến Nam Mỹ thành sân sau của họ, trong khi Trung và Bắc Mỹ thì bị kiểm soát tuyệt đối. Hai cuộc thế chiến đã cày nát cả châu Âu, nhưng với vị trí tách biệt hoàn toàn của mình, nước Mỹ chẳng may may bị ảnh hưởng. Chất xám và dòng tiền từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đất nước xứ cờ hoa, khiến họ giàu lên một cách nhanh chóng. Mặc dù cho Hoa Kỳ đã tham chiến vào giai đoạn sau của thế chiến thứ nhất, nhưng sự thực thì những lãnh đạo trong Nhà Trắng đã cố gắng bằng mọi cách để né tránh các cuộc chiến và các liên minh trong thế kỷ 20. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi vào năm 1941. Vào một buổi sáng đẹp trời, hạm đội của Mỹ tại Trân Châu Cảng bất ngờ bị quân Nhật tấn công. Các samurai đã chọc tức gã khổng lồ Mỹ và họ đã có một cái cớ hoàn hảo để tham chiến và phân chia lợi ích. Cuộc chiến kết thúc, nước Mỹ chính là kẻ chiến thắng cuối cùng. Châu Âu bị vắt kiệt sức, nền kinh tế bị tàn phá một cách nặng nề, Nhật Bản thì bị đè bẹp, Trung Quốc tàn hoang và có nội chiến, Nga thì thậm chí còn không tham gia trò chơi tư bản. Và đó là một cơ hội hoàn hảo để Mỹ trở thành một siêu cường toàn cầu. Trước đó vài năm, năm 1940, lợi dụng sự suy yếu của quân Anh, Hoa Kỳ đã thèm thuồng ngắm nghía những tài sản thuộc sở hữu của người Anh và nói rằng: căn cứ đẹp đấy, chúng tôi sẽ lấy nó nhé.
giá quả cũng thuận mua vừa bán. Mùa thu năm 1940, nước Anh rất cần có thêm nhiều tàu chiến. Hoa Kỳ thì có 50 tàu dự trữ. Và thế là với cái gọi là thỏa thuận đổi tàu khu trục lấy căn cứ, người Anh đành phải đổi tiềm năng trở thành một cường quốc toàn cầu của họ, lấy sự trợ giúp trong việc duy trì cuộc chiến. Hầu hết các căn cứ hải quân của Anh ở Tây Bán Cầu được bàn giao lại cho Hoa Kỳ. Ở phương Đông, sau thất bại của Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng nắm lấy cơ hội để xây dựng những cơ sở như vậy trên khắp Thái Bình Dương. Tại Guam, nằm nửa trường giữa đại dương, công việc đã hoàn tất. Hiện nay, Hoa Kỳ cũng đã có căn cứ ngay trên hòn đảo Okinawa của Nhật ở biển Hoa Đông. Làm chủ biển khơi xong thì cũng là lúc mà Hoa Kỳ quan tâm tới đất liền. Kế hoạch tái thiết châu Âu hay còn được biết đến với cái tên là kế hoạch Marshall giai đoạn 1948-1951 nhanh chóng được triển khai, với mục tiêu ẩn giấu sau đó là ngăn chặn việc Liên Xô tràn từ phía đông sang và vươn mình ra Đại Tây Dương. Các căn cứ quân sự được dựng lên với tốc độ chóng mặt tại Tây Đức để đối đầu với những người Hồng quân ở bên kia bức tường Berlin. Năm 1949, NATO được thành lập dưới sự giật dây của Washington. Và kể từ ngày hôm đó, sự sống còn về quân sự của cả châu Âu đã nằm trong tay một quốc gia đến từ châu Mỹ. Lãnh đạo dân sự của NATO năm nay có thể là một người Bỉ, năm sau có thể là một người Anh. Thế nhưng, vị tư lệnh quân sự thì luôn luôn là một người Mỹ. Và cho tới nay, hỏa lực mạnh nhất của NATO thì cũng vẫn chính là Hoa Kỳ. Bất kể hiệp ước kia có viết gì đi nữa, thì tư lệnh tối cao của NATO rốt cuộc vẫn chịu sự sai khiến của Washington. Anh và Pháp trong cuộc khủng hoảng Suez năm 1956, khi họ chịu khuất phục trước áp lực của Hoa Kỳ, để rồi đã phải chấm dứt vị thế chiếm đóng của họ ở khu vực kênh đào, kéo theo việc mất đi phần lớn ảnh hưởng tại khu vực Trung Đông. Anh và Pháp đã phải trả một cái giá để học được bài học rằng một đất nước thuộc khối NATO không thể duy trì chính sách, chiến lược hải quân mà không tham khảo ý kiến của Washington trước. Và từ ngày đó tới nay, nước Mỹ đã hoàn toàn bao vây lấy Nga từ bốn phương tám hướng. Trong khi Nga nếu muốn làm điều tương tự lại với Mỹ lại khó khăn hơn một chút. Thứ nhất, Mỹ tách biệt với các cường quốc khác bởi hai đại dương rộng lớn nhất là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Đây là hai tấm lá chắn tự nhiên hoàn hảo nhất. Phía Bắc, Canada là đồng minh thân cận bậc nhất của Mỹ. Như vậy, Hoa Kỳ chỉ còn lo ngại phía Nam với Mexico và Đông Nam với những hòn đảo vốn có thể trở thành căn cứ chống lại mình. Những quyết sách. Địa lý tạo nên lịch sử, và cũng chính địa lý ảnh hưởng tới các quyết sách quan trọng nhất và đường hướng phát triển của mỗi quốc gia, nhất là với các siêu cường. Việc khai thác điểm yếu và tấn công, uy hiếp là những điều gần như bắt buộc để kiềm chế sức mạnh của nhau. Thế kỷ 20 chứng kiến cuộc tranh hùng đỉnh cao của hai siêu cường là Hoa Kỳ và Liên Xô. Thế giới đã nhiều lần đứng trước ranh giới của cuộc thế chiến thứ ba, thậm chí là một cuộc chiến hạt nhân tàn khốc, mà đỉnh cao của nó là cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Mọi thứ diễn ra vào ngày thứ Bảy đen tối, 27 tháng 10 năm 1962, khi suýt chút nữa những mệnh lệnh được đưa ra mà rất có thể sẽ làm thay đổi lịch sử nhân loại. Hầu hết các nhà sử học đều coi đây là thời điểm tiến tới gần nhất sự tự hủy diệt nhân loại bằng chiến tranh hạt nhân. Mọi việc khi đó bắt đầu từ việc Mỹ triển khai 15 tên lửa tầm trung PGM-19 Jupiter tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cũng như có thể dễ dàng tấn công Moscow và hầu hết các trung tâm công nghiệp, hành chính của Liên Xô. Tên lửa PGM-19 Jupiter được cho là có thể chạm tới các mục tiêu chỉ trong vòng 10 phút. Nhưng trên thực tế, Liên Xô hoàn toàn không thể phòng thủ trước một cuộc tấn công tiềm tàng. Hơn nữa, vào thời điểm đó, Liên Xô lại còn có sự tụt hậu đáng kể so với Mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân chiến lược. Liên Xô có số lượng đầu đạn và phương tiện mang vũ khí hiệu quả ít hơn nhiều lần. Cụ thể, nước này chỉ sở hữu khoảng 300 đầu đạn và bom, trong khi phía Mỹ có tới 6.000. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Liên Xô có thể tấn công đáp trả hay không? Được bố trí ở vị trí rất gần và nguy hiểm như vậy, nên những tên lửa PGM-19 Jupiter đã làm thay đổi nghiêm trọng cán cân quân sự giữa các bên. Cách thức đáp trả cho hành động này được phía Liên Xô đưa ra rất nhanh chóng và đúng phong cách của nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev, cho rằng người Mỹ ngang nhiên đẩy tên lửa tới sát sườn lãnh thổ của mình, nên Liên Xô đặt tên lửa ngay tại sân sau của người Mỹ, đó chính là Cuba. Hơn nữa, tư lệnh Fidel Castro từ lâu đã mong muốn có một tình bạn thân thiết với Moscow. Vì vậy, đây là cách mà ông sẽ chấp nhận. Nói cách khác, nhà lãnh đạo Fidel Castro thực sự không có bất kỳ một phản đối nào trước một quyết định như vậy.
bởi ông có lý do cụ thể của riêng mình nhằm bổ sung lực lượng quân đội Liên Xô và vũ khí nguyên tử cho hòn đảo tự do. Cuba là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, án ngữ như một khúc xương trong cổ họng của Washington. Nên nhà lãnh đạo nước này hiểu rằng, nỗ lực mang tới hòn đảo nền dân chủ bằng bom và tên lửa chỉ là vấn đề thời gian thôi, và điều này sẽ sớm xảy ra. Vì vậy, có thể sự hiện diện của quân đội Liên Xô tại đây sẽ làm nguội những cái đầu nóng của Mỹ. Theo đó, Liên Xô đã bắt đầu chiến dịch Andadi với hơn 20 tên lửa đạn đạo tầm trung R-20 có thể phóng qua đại dương, bắn chúng ở khoảng cách 2.000 km, cùng với 16 tên lửa R-16 có tầm bắn xa gấp đôi. Mỗi tên lửa có thể mang theo đầu đạn nhiệt hạch có sức công phá 1 megaton bay tới Washington cũng như hầu hết các căn cứ không quân chiến lược của Mỹ. Vấn đề bắt đầu xảy ra kể từ thời điểm những chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ sục sạo khắp bầu trời Cuba để xác định các vị trí đặt tên lửa đạn đạo của Liên Xô. Một phóng sự ảnh về chủ đề này thoạt đầu được gửi tới cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, sau đó là Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Tin này được gọi là một gáo nước lạnh đối với lãnh đạo của Mỹ. Các cuộc tham vấn cấp cao nhất lập tức được tiến hành nhằm đưa ra những động thái đáp trả. Cuối cùng, tất cả những đề xuất được thống nhất còn lại 3 phương án chính, đó là tấn công tên lửa vào Liên Xô trước khi quá muộn, mặc dù trên thực tế đã muộn rồi. Thứ hai là mở một cuộc xâm lược Cuba, hoặc là phong tỏa hoàn toàn hòn đảo tự do. Cuối cùng, người Mỹ lựa chọn phương án thứ ba, đó là phong tỏa. Vấn đề là phong tỏa đường biển, theo luật pháp quốc tế, được coi là hành động chiến tranh, khác hẳn với việc triển khai bất kỳ một loại vũ khí nào tại một địa điểm nào đó. Phía Mỹ thực sự không muốn hành động như những kẻ xâm lược. Nên ngày 22 tháng 10 năm 1962, Tổng thống John Kennedy chỉ tuyên bố quyết định cách ly Cuba. Theo đó, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành tuần tra khu vực xung quanh đảo Cuba ở khoảng cách là 500 hải lý nhằm ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí đến hòn đảo này. Moscow đã đáp trả một cách rõ ràng rằng các thuyền trưởng của các tàu Liên Xô thậm chí sẽ không nghĩ tới việc tuân theo bất kỳ một mệnh lệnh nào từ Hải quân Mỹ. Và trong trường hợp đó, Liên Xô sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm đảm bảo an toàn cho các con tàu của mình. Và như vậy thì 4 con tàu chở đầy tên lửa được tháp tùng bởi 4 chiếc tàu ngầm tiếp tục hành trình đến hòn đảo tự do. Sau đó, tình hình diễn biến theo một kịch bản khốc liệt. Cả Mỹ và Liên Xô cũng như các đồng minh trong khối NATO và tổ chức hiệp ước Warsaw đã đưa quân đội nước mình vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Lãnh đạo các quốc gia liên tục trao đổi thư tín nhưng vẫn chẳng có kết quả. Chiếc máy bay trinh sát U-2 tiếp theo bị tên lửa Liên Xô bắn rơi trên bầu trời Cuba và cái chết của viên phi công gần như đã dập tắt mọi nỗ lực được thỏa thuận hòa bình. Kết quả, mọi thứ diễn ra vào ngày thứ bảy đen tối, 27 tháng 10 năm 1962. Suy chút nữa, những mệnh lệnh được đưa ra rất có thể sẽ làm thay đổi lịch sử của cả nhân loại. Và cuối cùng, thật may mắn là cuộc khủng hoảng này được giải quyết một cách thỏa đáng cho tất cả các bên. Theo đó, để đổi lấy việc Liên Xô giúp quân đội và vũ khí hạt nhân khỏi Cuba, Washington đã đưa ra lời hứa chắc chắn là sẽ từ bỏ kế hoạch xâm lược Cuba. Ngoài ra, Mỹ cũng đã rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó thì bắt đầu hành xử có phần khiêm nhường hơn. Khủng hoảng tên lửa Cuba là một trong những câu chuyện điển hình nhất về việc tận dụng những yếu điểm trong địa lý để khai thác, kiểm soát và tấn công đối thủ của các siêu cường. Rõ ràng, địa lý là yếu tố quan trọng bậc nhất ảnh hưởng tới quyết định trong ngắn hạn và quyết sách trong dài hạn của cả Nga và Mỹ. Lịch sử đã dạy những lãnh đạo hiện tại của Nga phải sống chết bằng mọi giá, giữ bằng được Crimea, nơi có quân cả nước ấm hiếm hoi Sevastopol. Chỉ có Sevastopol mới có thể giúp hải quân Nga tiến ra biển lớn và tỏa đi các điểm nóng trên toàn thế giới, hoặc khai thông những con đường giao thương cho nền kinh tế của Nga. Đó là lý do vì sao mà Nga bằng mọi giá phải chiếm lấy được Crimea, nhân khi Mỹ và phương Tây còn đang ăn mừng chiến thắng từ cuộc cách mạng cam tại Ukraine và công cuộc can thiệp vào Syria. Như đã phân tích ở trên, dù là đế chế Nga của các sao hoàng hay Liên Xô theo chủ nghĩa xã hội hay nước Nga dân chủ hiện đại, thì tôn chỉ tiến về phía Tây càng xa càng tốt của họ chưa bao giờ bị mất. Và đó là lý do vì sao mà Putin sẽ không bao giờ buông tha cho Ukraine. Chắc chắn không bao giờ Putin để cho NATO đặt tên lửa hay căn cứ quân sự ở một nơi chỉ cách Moscow có vài trăm cây số. Lịch sử đã chứng minh tất cả những lãnh đạo nào của Ukraine hoặc là ngả về phương Tây hoặc là nghiêng hoàn toàn về phía Nga thì đều đưa đất nước hoặc bản thân mình tới chỗ sụp đổ. Chỉ có ai trung hòa được lợi ích của cả hai bên thì người đó tồn tại và Ukraine tồn tại.
khi bạn khiến cho gã hàng xóm hùng mạnh của bạn cảm thấy nguy hiểm, thì bạn là người gặp nguy hiểm trước. Chỉ trừ khi bạn có những đòn răn đe đủ mạnh, còn khi chiến tranh và tàn phá kéo vào lãnh thổ của bạn, khi bạn lại có quyền lựa chọn điều đó không xảy ra, thì bạn là người sai. Putin đang thực hiện đúng những tôn chỉ mà các bậc tiền nhân của Nga đã làm, đó là đẩy biên giới tiến càng xa về phía Tây càng tốt. Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, ngoài những giá trị quan trọng về kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, thì đó còn là vành đai quan trọng bảo vệ trung tâm đầu não của nước Nga. Putin không muốn chiếm cả Ukraine, bởi đó cũng lại là một vấn đề về địa lý. Châu Âu và Nga cần có một vùng đệm an toàn để có thể thoải mái làm ăn, buôn bán với nhau. Nếu vùng đệm đó mất đi, người châu Âu không bao giờ tin tưởng tuyệt đối Putin. Năm 1945, Hồng quân Liên Xô từng đuổi con ngáo ộp Đức Quốc xã chạy một mạch về tận Berlin. Biết đâu một ngày nào đó, quân Nga không một lần nữa lùa hết cả châu Âu xuống biển cho cá ăn. Putin cũng hiểu điều đó. Không ai biết ông và hai lãnh đạo của Pháp và Đức đã nói gì với nhau trong cuộc điện đàm trước khi phát động chiến dịch quân sự. Nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu Ukraine hiện tại bị Nga chiếm hoàn toàn, thì tới 90% NATO sẽ động binh. Chúng ta đã nói về Crimea và Sevastopol, nhưng đó chỉ là một nửa của vấn đề. Crimea giúp Nga tung hoành trong Biển Đen, nhưng muốn tiến ra Địa Trung Hải rồi ra Đại Dương, thì họ phải đi qua hai eo biển là Dardanelles và Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó cũng là lý do vì sao mà Putin lại thiết lập một mối quan hệ thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ tới vậy, dù Thổ là một thành viên của NATO. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu và lợi ích khác biệt tại Syria, tại Libya và vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh, nơi tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan. Chẳng hạn như tại Syria, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015 đã từng bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga, vốn xâm phạm không phận và gây ra cuộc khủng hoảng quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, cũng lại chỉ chưa đầy một năm sau, ông Putin đã lên tiếng ủng hộ ông Erdogan khi nhà lãnh đạo này bị một cuộc đảo chính bất ngờ. Thế nên, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đồng minh Mỹ. Ngay trong vấn đề Ukraine cũng vậy, Thổ Nhĩ Kỳ kịch liệt lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, thế nhưng lại không thống nhất các biện pháp cấm vận của phương Tây nhắm vào Moscow. Điều này dễ hiểu khi Ankara có mối quan hệ tốt đẹp với Kiev, từng phản đối Moscow sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Trong khi đó, khí đốt thiên nhiên của Nga thì lại chiếm tới 45% lượng khí đốt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2021. Nga cũng đáp ứng tới 56% lượng ngũ cốc nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ năm 2021 với giá trị là 2,24 tỷ đô so với 861 triệu đô giá trị ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine. Tại cuộc hội đàm hôm 5 tháng 8, Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của đường ống khí đốt Nord Stream, tức dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, và cho rằng đây là một trong những huyết mạch quan trọng nhất để cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu. Về phần mình, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố trên thế giới và kêu gọi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Ông Erdogan cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Putin lần này có thể mở ra trang mới khác biệt trong quan hệ song phương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akuyu trị giá 20 tỷ đô do tập đoàn Rosatom của Nga thực hiện rất quan trọng đối với Ankara và cần phải tiến hành dự án đúng theo tiến độ đề ra. Dự kiến nhà máy sẽ được khởi động vào năm tới và sẽ sản xuất khoảng 35 tỷ kWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu tiêu thụ điện của cả Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng liên quan tới hợp tác năng lượng, lãnh đạo hai nước nhất trí Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm và một phần sẽ được thanh toán bằng đồng rúp Nga. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy hợp tác vận tải, nông nghiệp, tài chính và công nghiệp xây dựng. Đó là một minh chứng điển hình cho thấy tầm quan trọng của địa lý. Không có hai eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không thể tiến ra biển lớn. Nên dù vậy thì Nga buộc phải chơi với Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp những bất đồng. Vấn đề là Mỹ có nhìn ra điều này không? Đương nhiên là có. Nhưng tại sao Mỹ không hành động? Câu trả lời là Mỹ đã hành động, nhưng không ăn thua. Năm 2016, cuộc đảo chính nổ ra ở Ankara nhằm lật đổ Tổng thống đương nhiệm Erdogan bất thành. Chính quyền điều tra kẻ chủ mưu có dính dáng tới CIA. Tại sao Mỹ không hành động mạnh hơn? Bởi bản thân Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân đội không hề yếu. Chưa kể, họ sở hữu điều kiện thuận lợi từ phía Nga, nhà sản xuất lương thực và vũ khí hàng đầu thế giới. Tính toán không kỹ là đẩy ngay một mắt xích quan trọng tại khu vực trọng tâm của thế giới vào tay Nga ngay và luôn. Các chính sách của người Mỹ cũng dựa vào địa lý
Nga đang bị Mỹ bao vây. Ở phía Tây, NATO đã tiến sát tới cửa ngõ. Trừ Belarus và Ukraine chưa nhập, thì toàn bộ một giải các quốc gia Đông Âu đã trở thành thành viên của NATO. Mặt Tây Bắc, Phần Lan và Thụy Điển vốn nhiều năm trung lập, nay nhân cuộc chiến Nga tiến hành tại Ukraine cũng đang nộp đơn xin nhập NATO. Phía Đông, chiến lược chuỗi đảo của Mỹ vẫn vững như bàn thạch, ngăn cản không chỉ Nga mà còn cả Trung Quốc tung hoành ở biển. Phía Nam, Syria gần như đồng minh cuối cùng mà Nga quyết tâm giữ bằng mọi giá. Đó là chỗ đứng chân còn lại duy nhất của Nga tại Trung Đông. Người Mỹ đã dần thiết lập tầm ảnh hưởng sâu rộng ở khu vực này, và nếu Nga không can thiệp quân sự vào Syria thì gần như đường tiến xuống phía Nam của họ cũng sẽ bị bịt kín nốt. Thời điểm này, tiếng súng vẫn đang vang tại Ukraine, chưa biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là mọi thứ đang diễn ra đều phụ thuộc phần lớn vào địa lý. Địa lý quyết định tới những toan tính của hai siêu cường là Nga và Mỹ, ảnh hưởng tới mọi biến chuyển của thế giới.